Chúng ta bắt đầu với câu số 1 của phần tự luận. Biết khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất là R bằng 38 x 10 mũ 7 mét. Ở đây người ta đã chuẩn thành đơn vị mét rồi. Khối lượng của mặt trăng là 7,37 x 10 mũ 22 kg. Khối lượng trái đất là M bằng 6 x 10 mũ 24 kg. Tìm lực hấp dẫn giữa trái đất và mặt trăng. Đúng không? Bởi vì cái khoảng cách này rất xa cho nên chúng ta có thể xem trái đất và mặt trăng là các chất gì? Chất điểm. Và áp dụng định luật vạn vật hấp gì? Hấp dẫn. Thì với bài này chúng ta chỉ trình bày ngắn gọn là sao này. Bài giải chúng ta trình bày. Ta có. Được chưa? F hấp dẫn trong trường hợp này chính là bằng G M1 M2 trên gì? R bình. Và trong trường hợp này người ta áp dụng với hai cái ký hiệu là G này, M. M1 đóng vai trò là khối lượng mặt trăng, M lớn đóng vai trò là khối lượng trái đất, R bình đúng không? Đã có thể viết trực tiếp luôn. Đây biểu thức của lực hấp dẫn giữa hai chất điểm. Thế với G là hằng số hấp dẫn, tức là G của chúng ta sẽ bằng 6,67 10 mũ trừ 10 11. Hằng số này có thể lấy từ máy đúng không? Nhân với khối lượng của mặt trăng là 7,37 10 mũ 22 kg nhân với khối lượng của trái đất 6 nhân 10 mũ 24 đúng không? Trên bình phương khoảng cách tức là 38 nhân 10 mũ 7 không phải đổi nữa đúng không? Bình phương. Được chưa? Và chúng ta tính cái này nó sẽ ra đơn vị là Newton. Kết quả bằng bao nhiêu Newton? Đây chúng ta có thể mô tả này. Đây là mặt trăng. Đây là trái đất. Lực này là lực hút, đúng không? Đây là khoảng cách R. Kết quả cái này bằng bao nhiêu rồi? Kết quả bài toán này bằng bao nhiêu rồi? Đây là bài thứ nhất nhá, áp dụng công thức đơn thuần. Các bạn có thể tính tự tính kết quả ở đây. Được chưa? Bài số 2. Một quả bóng có khối lượng 500g nằm trên mặt đất thì bị đá bởi một lực là 280 N. Biết thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,03 giây. Tìm tốc độ quả bóng khi rời khỏi chân người đá. Đúng không? Bài này là cái bài mà áp dụng định luật 2 N đơn thuần cộng với một chút kiến thức của chương 1. Thì đầu tiên chúng ta làm bài này thì chúng ta phải tính gì nhỉ? Ra gì? Ra tốc, đúng không? Ta có này. Thứ nhất là A sẽ bằng F mà chia cho M theo định luật 2 N, đúng không? Và với bài này chúng ta phải chuyển M thành kg, đúng không? 280 chia cho M là 500g thì chúng ta chuyển thành 0,5 kg. Cái này là bằng 560 mét trên giây gì nhỉ? Bình phương. Là gia tốc đúng không? Sau khi tìm được gia tốc thì có thời gian tiếp xúc này chính là thời gian tác dụng gì nhỉ? Thời gian tiếp xúc chính là thời gian tác dụng gì? Gian này tiếp xúc chính là thời gian tác dụng gì? Thời gian tác dụng lực đúng không? Được chưa? Và từ đây chúng ta suy ra được V chính là bằng V0 này cộng với AT. Và trong trường hợp này V0 của chúng ta bằng 0 đúng không? Đang nằm trên mặt đất. Như vậy cái này bằng 0 cộng với A là 560 mà nhân với T là 0,03.
thì chúng ta được cái này bằng bao nhiêu mét trên giây? Được chưa? Bằng bao nhiêu mét trên giây rồi? 16,8 mét trên giây. Và chúng ta có thể chuyển thành km trên gì nhỉ? Km trên giờ. Bằng cách là nhân ở trên với 10 mũ trừ 3. Còn ở dưới là 1/3600. Dạ. Đó là bài số 2, một bài mà chúng ta nhắc tới định luật 2 Newton. Bài số 3. Một quả cầu có khối lượng 2 kg chuyển động tròn đều trên một đường tròn có bán kính là 10 m. Với tốc độ là 54 km/h, tìm độ lớn lực hướng tâm tác dụng lên quả cầu. Thì với bài này thì chúng ta sẽ tính trực tiếp luôn, đúng không? Bài giải là chúng ta có này. F hướng tâm thì bằng M nhân với A hướng gì nhỉ? Hướng tâm. Và trong trường hợp này biết V, biết R, cho nên là chúng ta sẽ dùng công thức là MV bình phương trên R. Đúng chưa? Bán kính. Thế nhưng mà các bạn phải đổi đơn vị, chuẩn hóa đơn vị thì nó mới ra F bằng Newton. Trong trường hợp này chúng ta có M bằng 2 rồi này. Kg không phải đổi nữa. Bán kính là bằng 10 không phải đổi. 54 km/h thì chúng ta chuyển sang mét trên giây, nó bằng 10 mấy nhỉ? 15, đúng không? 54 thì bằng 15 mét trên giây, 54 km/h đấy. Và trên 10. Được chưa? Nhớ rằng là 54 km/h thì chuyển thành bằng 54 này sang mét trên giây là nhân trên với 1.000 chia dưới 3.600. Và cái này bằng 15 mét trên giây. Còn cái này bằng bao nhiêu rồi? Cái này là bằng 45 Newton. Đơn vị là Newton. Đúng không? Đấy, trình bày chỉ cần ngắn gọn đấy thôi. Bài số 3. Tiếp tục với bài số 4. Bài số 4 là một bài về chuyển động nếm ngang. Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 10 km với vận tốc là 720 km/h. 720 km/h. Người phi công phải thả bom từ xa cách mục tiêu theo phương ngang bao nhiêu để bom rơi trúng mục tiêu? Lấy G bằng 9,8 m/s. Đây, bài toán về chuyển động nếm ngang. Ở đây thì có vẻ mô tả như sau. Đã, chúng ta tưởng tượng vật ném đây là quả bom, đúng không? M. Nó được ném với vận tốc. Sau khi thả thì nó xem như là được ném theo phương ngang với vận tốc là V0. Chúng ta chọn hệ trục OX luôn như thế này. OI thì có phương thẳng gì luôn, thẳng đứng luôn. Đấy, bài toán chuyển động ném ngang. Đây là I. Thế thì chúng ta biết rồi, đây là độ cao H, đúng không? Quỹ đạo của vật ném ngang thì nó sẽ có dạng là một phần của parabol. Và đây chính là vị trí rơi, đúng không? Vị trí rơi thì chính là phải trùng với gì luôn nhỉ? Mục gì luôn? Mục tiêu. Nhớ rằng vị trí rơi là phải trùng luôn mục tiêu. Thế thì cái yêu cầu của bài toán chính là tìm cái tầm bay xa này. Tầm bay xa tức là x max bằng L. Chuyển động ném gì nhỉ? Ném ngang. Đúng không? Ở đây chúng ta chuyển một số cái đơn vị thành mét đi. Cái này là thành 10 mũ 4 mét, đúng không? 10 km thành 10 mũ 4 mét. Còn 720 km/h thì nó thành 200 mét trên gì nhỉ? 200 mét trên gì? Trên giây, đúng không? 200 mét trên giây. Đây là tốc độ của máy bay nên là nó là rất lớn. Thấy chưa?
Thế bây giờ làm cái bài toán này thì thầy nhắc lại một chút. Chọn đương nhiên là cái thao tác chọn Oxy này. Bây giờ ví dụ như trình bày bài này nhé, thì chúng ta phải làm như sau này. Chọn Oxy. Oxy này, hệ trục Oxy như hình vẽ cho nó nhanh, được chưa? Rồi là mốc thời gian là lúc gì? Lúc cắt gì? Cắt bom đúng không? Đây này. Thả bom. Được chưa? Đương nhiên là với cái bài toán này thì chúng ta phải bỏ qua ảnh hưởng của không gì nhỉ? Bỏ qua ảnh hưởng của không khí. Của không khí này. Đấy, thì chúng ta xét bài toán nếm ngang thì mới chuẩn được. Thế bây giờ sau khi chọn như thế này thì chúng ta sẽ có theo phương Ox này. Theo phương Ox thì vật của chúng ta sẽ bom. Bom hay chính là vật mờ. Đấy chưa? Chuyển động như thế nào? Thẳng gì? Thẳng đều đúng không? Vì không có lực tác gì? Không có lực tác dụng. Đúng không? Chuyển động thẳng đều, không có lực tác dụng. Như vậy là AX sẽ bằng AX bằng mấy nhỉ? Bằng 0. AX bằng 0. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được X. X thì bằng X0 cộng với V0 X này nhân T cộng AX T bình trên 2. Chúng ta có thể sử dụng công thức này cho nó tổng quát. Nhưng chuyển động thẳng đều rồi chúng ta có thể dùng X bằng X0 cộng V0 nhân gì nhỉ? Nhân T. Nhưng với bài này này, chúng ta thực hiện phép chiếu của các bài kia rồi. Thì đến đây chúng ta chỉ trình bày ngắn gọn thôi. X0 là bằng mấy rồi? Không, vì nó trùng với vị trí gì rồi? Ném. Như vậy con này bằng 0 này. Còn con V0 này chính là bằng mấy nhỉ? 200 luôn. V0X chính là bằng 200 luôn. Nhân với T, còn AX bằng mấy rồi? 0. Như vậy chúng ta sẽ có suy ra được X bằng 200 gì? T mét phẩy gì? Giây. Ê, thầy đang trình bày thêm một cái bài làm nhé. Chứ còn bài này nếu mà giải trắc nghiệm thì chúng ta áp dụng luôn công thức tầm bay xa, chúng ta áp dụng luôn đúng không? Đấy. Còn một cái điều nữa đây. Ta kết luận là theo phương OI. Theo phương OI nhá. Thì vật rơi tự gì nhỉ? Vật rơi tự do. Theo phương OI vật rơi tự do. Bởi vì vật chỉ chịu tác dụng của mình trọng gì? Trọng lực. Và vận tốc ban đầu theo phương OI cũng bằng gì luôn? Bằng 0. Bài toán này chúng ta phân tích rất kỹ rồi. Bây giờ có thể cứ nhắc lại như thế này thôi. Đấy. Vật rơi tự do thì chúng ta sẽ có luôn này. Đó là AI trong trường hợp này chọn AI hướng xuống rồi AI sẽ bằng G này. V0I bằng 0 này. Đúng không? Và Y0 cũng bằng gì luôn? Y0 bằng 0 luôn. Và chúng ta có được cái phương trình là Y bằng Y0 này cộng V0Y này nhân T này cộng AI này T bình trên mấy? Trên 2. Đúng không? Thì cái này bằng 0 rồi này. Cái này bằng 0 rồi và cái này bằng G T bình trên 2 tức là 5 T gì nhỉ? T bình. Đây cũng là mét phẩy giây. Thế thì bài này chúng ta áp dụng luôn đúng không? Vật chạm đất thì Y bằng mấy? Bom đấy. Bom hay là vật chạm đất? Đúng không? Chúng ta suy ra được Y bằng H. Đây này, nhìn vào đây. Thấy chưa? Nó ở trên mặt đất tức là nó có tung độ bằng gì? Bằng H. Hình dung không? Và như vậy là nó bằng 10 mũ 4 mét. Mặt khác Y lại bằng 5 T bình đúng không? Chúng ta suy ra được T chính thức bằng mấy rồi? T chính là bằng 10 mũ 4 chia cho 5 căn bậc 2 đúng không? Căn bậc 2 của 10 mũ 4 trên 5. Cái này bằng bao nhiêu rồi? 200 trên căn gì nhỉ?
200 trên căn 5 đúng không? À, cái này bằng 100 trên căn 5. 10 mũ 2, 10 mũ 4 căn. 100 trên căn 5 dây đúng không? Đúng chưa? 100 trên căn 5. Và từ đây chúng ta suy ra được gì nhỉ? Suy ra được x max chính là bằng L bằng gì đây? Nó sẽ bằng V nhân với gì nhỉ? V nhân với T, tức là 200 nhân với T là 100 trên mấy? Căn gì nhỉ? Căn 5. Đấy. 200 nhân T này. Được chưa? Cái này không phải T bình nhé, mà T ở trên. Đấy. 200 nhân T. Kết quả là cái này bằng bao nhiêu rồi? Bao nhiêu mét rồi? Mấy nghìn mét? Tám nghìn à? Một mét gần bằng. Được chưa? Đã. Còn ngoài ra cái bài này chúng ta có thể tính nhanh là theo cái phương này chúng ta kết luận là nó rơi tự gì nhỉ? Rơi tự do này. Thì chúng ta có T chính là bằng căn bậc 2 của 2H trên gì luôn? 2H trên G luôn. Sau khi tính được T thì chúng ta lắp lên trên đâu? Lắp lên trên này đúng không? Tìm luôn. Và chúng ta có công thức xây dựng trong sách giáo khoa rồi. L chính là bằng V0 nhân với T gì nhỉ? T rơi. Bằng V0 nhân với căn bậc 2 của 2H trên gì? G. Lắp số vào. Cái này chính là 200 này. Căn bậc 2 của 2 nhân 10 mũ mấy? Mũ 4 này. Trên G 9,8 chẳng hạn. Ví dụ thế. Được chưa? À, cái này là G bằng 9,8. Mình lại lấy bằng 10. Được, thôi được rồi, các bạn thay lại bằng 9,8 được. Vấn đề gì? Đây là cái lấy G bằng 10. Cái này là 5 T bình, có nghĩa là lấy G bằng mấy? 10. Không sao cả. Được chưa? Hình dung cái bài toán này chưa? Cái trình bày tự luận thì phải được trình bày nó khác so với cái bài toán trắc nghiệm. Bài số 5. Tiếp tục với bài số 5. Người ta treo một quả cân có khối lượng 300 gram vào đầu dưới của một lò xo có chiều dài ban đầu là 30. Có nghĩa là chiều dài tự gì nhỉ? Tự nhiên là 0 đúng không? Đầu trên cố định thì lò xo giãn ra và có chiều dài là 33 cm, cho G bằng 10 m trên dây bình, tìm độ cứng của lò xo. Đây thì chúng ta có thể mô tả cái bài toán này như sau. Đầu tiên là chúng ta có chiều dài khi chưa treo này, gọi là chiều dài tự nhiên đúng không, là 0 này. Treo vào thì nó làm sao? Giãn này, vật M này. Và đây là L0 bằng 3 mấy rồi? 30 này cm. Còn chiều dài đây là L bằng 33 cm. Đúng chưa? Cái đoạn này chính là delta gì? Delta L. Delta L thì bằng L trừ đi L0 đúng không? Đấy. Với bài này nhá, trình bày thì phải vẽ đường hoàng như này. Đấy, đây là trọng lực P này. Đây là lực đàn hồi này, ép đàn hồi này. Viết đường hoàng. Được chưa? Thế sau khi vẽ thì chúng ta có thể giải như sau này. Bài giải này, trình bày ngắn gọn thôi. Có chứ? Này thì thao tác rất đơn giản là chúng ta hiểu mô tả giống bài toán bình thường rồi. Đây chính là bài toán cân bằng của chất điểm đúng không, chịu tác dụng của hai lực.
Thế sau khi vẽ được cái hình như này rồi, mô tả như này rồi, thì chúng ta có thể trình bày ngắn gọn như sau này. Được chưa? Vật M cân gì? Cân bằng này. Ta có P chính là bằng F đàn hồi. Nhưng nhớ không được viết vector đấy. Đây chính là về mặt độ gì? Lớn. Còn nếu viết vector thì nó phải là P cộng với F đàn hồi bằng gì? Bằng 0, hai vector. Hiểu chưa? Đây. Thì từ đây chúng ta suy ra được MG chính là bằng K nhân với delta gì? Delta L. Được chưa? Hoặc nếu như cẩn thận ra thì viết là K chỉ đối của delta gì? Delta L này. Vì nhiều bài thì người ta hiểu là delta L là đại số. Còn đây là chúng ta tính độ lớn thì thêm chỉ đối vào. Thế sau khi đấy thì chúng ta mục tiêu là tìm gì nhỉ? K, chúng ta suy ra K chính là bằng MG nhân chỉ đối delta L. Và cái này thì chúng ta bắt đầu lắp số vào chuẩn hóa đơn vị. 300 g thì 0,3 đúng không? Nhân với G của chúng ta là bằng 10. Chia cho delta L của chúng ta là bằng 33 trừ 30. Tức là bằng cái này bằng 3 cm gì nhỉ? 3 cm thì chúng ta chuyển thành 0,03 m. Và cái này chính là bằng 100 Newton trên gì nhỉ? 100 Newton trên mét. Hình dung chưa? Đó, 100 Newton trên mét. Hình dung chưa? Đấy, trình bày ngắn gọn thế, vẽ hình biểu diễn như thông thường. Đây, bài số 5. Tiếp tục với bài số 6. Một vật có khối lượng 4 kg đang ở trạng thái nghỉ được truyền một hợp lực 8 Newton. Tìm quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 5 giây đầu. Cái bài này nhớ rằng là không cần phải xác định tất cả các lực linh tinh nữa, vì bài toán là cho dạng hợp gì nhỉ? Hợp lực này. Thì chúng ta áp dụng trực tiếp luôn định luật 2 new gì? Newton luôn. Tức là F hợp lực sẽ bằng M nhân gì? M nhân A đúng không? Tìm được gia tốc. Rồi sau đó chúng ta áp dụng công thức tính quãng gì? Quãng đường. Để xem. Giờ chúng bắt đầu chúng ta làm cái bài toán này này. Bài giải như sau. Cách trình bày này. Đầu tiên là chúng ta có có này, F hợp lực thì chính là bằng M nhân gì nhỉ? M nhân A đúng không? Được chưa? Sau khi biết được F hợp lực bằng M nhân A thì chúng ta suy ra được A chính là bằng F hợp lực trên M. Và trong trường hợp này chính là bằng 8 chia cho M là 4 đúng không? Không phải đổi nữa, không bằng 2. 2 phải 2 mét trên dây bình phương. Đúng không? 2 mét trên dây bình. Rồi sau đó là tính, ở đây là tính quãng gì? Quãng đường. Thì chúng ta có là lại có là gì? S chính là bằng V0T này cộng AT bình trên 2. Đúng không? V0 trong trường hợp này bằng 0. Bởi vì đang ở trạng thái nghỉ. Còn A chúng ta vừa tìm được là 2 nhân với khoảng thời gian cần tìm là 5 bình phương trên 2. Và cái này chính là bằng 25 mét đúng không? Đấy, chúng ta có thể giải bài toán 25 mét. Đây, câu số 6. Được chưa? Câu số 7. Nghiên cứu tiếp câu số 7. Nhắc lại một bài về chuyển động rơi tự do. Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m, thả rơi tự do từ độ cao 45 m xuống đất, lấy g bằng 10 m trên dây bình, tìm thời gian rơi và độ lớn vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất. Đúng không? Thì bài toán này cũng là bài toán bình thường đơn giản thôi.
Đầu tiên là chúng ta giải như sau. Đầu tiên này, cái này thì chúng ta có thể áp dụng các công thức, vì các công thức này thành lập trong sách giáo khoa rồi, đúng không? Thời gian rơi đầu tiên là chúng ta có thời gian rơi, tức là t rơi, đúng không? T rơi chính là bằng căn bậc 2 của 2h trên gì? G. Lắp số vào căn bậc 2 của 2 nhân với h là 45, trên g là bằng 10. Cái này chính là bằng 3 gì? 3 giây, đúng không? Căn của 9 bằng 3 giây. Rồi sau đó là chúng ta lại có v v đất, độ lớn v đất, đúng không? Bằng g nhân với t gì? T rơi bằng 10 mà nhân với 3 chính là bằng 30 mét trên giây, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể tính là v đất độ lớn chính là bằng căn bậc 2 của 2g gì nhỉ? 2gh, đúng không? Tính đường nào cũng được. Sự rơi tự do, được chưa? Đấy là bài toán số 7. Bài toán số 8, một bài toán để thầy dạy các bạn cách trình bày cái bài toán này để không bị trừ điểm. À, chúng ta chép đề bài bài toán số 8. Tác dụng một lực ép có độ lớn 9 Newton theo phương ngang lên một vật có khối lượng m bằng 3 kg đang nằm yên trên sàn, nằm ngang. Mô tả như bên hình này. Có thể người ta sẽ không mô tả mà chúng ta tự phải gì? Phải vẽ. Còn đề bài mà mô tả càng tốt. Tìm gia tốc của vật. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn bằng 0,1, lấy g bằng 10 m trên dây bình. Đương nhiên rằng bài toán này có thể kèm theo các yếu tố là tìm quãng đường, tìm vận tốc tại một thời điểm nào đấy, đúng không? Nhưng mấu chốt là chúng ta phải tìm được ra gì? Gia tốc là chúng ta sẽ tìm được hết. Thế bây giờ chúng ta sẽ trình bày cái bài toán này như thế nào? Phải biết cách trình bày cái bài toán này. Được chưa? Bài toán này chúng ta có thể trình bày như sau này. Bài giải này. Đầu tiên là chúng ta có vật chịu, đúng không? Vật chịu tác dụng của các lực này. Và bây giờ chúng ta điểm danh các lực tác dụng lên vật. Thứ nhất là F theo đề bài rồi. Tiếp theo là có trọng lực P này. Và chúng ta phải vẽ trên hình trọng lực P có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống. Dưới tác dụng của trọng lực P thì tạo nên phản lực N, đúng không? N có phương thẳng đứng chiều từ gì? Dưới lên. Và ở trong trường hợp này có ma sát vật trượt trên bề mặt có ma sát, cho nên chúng ta có đây là F ma sát trượt. Được chưa? Khi vẽ lực ma sát trượt thì chúng ta nhớ rằng là nó nằm trên mặt tiếp thì nhỉ? Tiếp xúc. Như vậy vật chịu tác dụng của các lực này. P này, N, F, rồi là F ma sát gì? Trượt. Được chưa? Đấy. Sau đó là chúng ta viết là phương trình định luật 2 này. Phương trình định luật 2 Newton. Phương trình định luật 2 Newton cho vật sẽ là P cộng N cộng F ma sát trượt bằng gì? M nhân với gì? Nhớ là học cả cách trình bày. Tức là một bên chúng ta liệt kê tất cả các lực tác dụng, một bên đặt là bằng M nhân gì? M nhân A, đúng không? Được chưa? Rồi sau đó là bắt đầu thao tác là chọn hệ trục. Hệ trục này. Bởi vì trong trường hợp này có ma sát, chúng ta cần phải tìm N, cho nên chúng ta chọn hệ trục này. OXY như hình vẽ cho nó nhanh, được chưa?
như hình vẽ. Đương nhiên là như hình vẽ thì chúng ta phải vẽ hình rồi. Như hình vẽ mà chúng ta không có hình vẽ là không được, đúng không? Ở đây bao giờ chúng ta cũng chọn OX. Có thể vẽ lên trên hoặc vẽ trực tiếp luôn vào hình cũng được. OX nó sẽ cùng hướng với hướng chuyển gì? Chuyển động. OY thì theo phương vuông gì? Vuông góc. Sau khi vẽ rồi thì chúng ta có thể biểu diễn lại các lực để tiện cho phép chiếu. Thì ở đây chúng ta vẽ đây là lực gì? F này. Đúng chưa? Đây là P này. Đây là N này. Đây là F ma gì? Ma sát trượt này. Tốt nhất là ngại vẽ thì chúng ta cấy luôn vào cái này, tức là ngoặc luôn đây là gì? X. Ở trên này là gì? Y. Đấy. Đặt đây là U luôn. Được chưa? Và đừng nhìn rằng cái hệ trục toàn độ này nó không đi theo vật đâu nhá. Nó phải là cố định số với mặt sàn. Đấy. Chúng ta chỉ là vẽ tượng trưng thôi. Sau khi chọn rồi thì chúng ta sẽ đặt cái phương trình này, phương trình gì đi? Một đi. Đúng không? Chiếu này. Phương trình 1 lên các trục tọa độ ta được, đúng không? Chúng ta có thể gộp luôn mà, ngầm hiểu luôn trong quá trình chiếu luôn. Ta ngoặc vào đây một cái, đầu tiên là có thể chiếu lên OY cũng được, để viết được rằng là chiếu lên OY thì là trừ P này cộng gì? N nè. Tất tần tật các cái này đều theo phương vuông hết, vuông góc hết đúng không? Bằng mấy? Bằng 0. Thực ra là bằng MAI, hôm trước chúng ta làm rất tường minh rồi đúng không? Bây giờ trình bày ngắn gọn rồi. N bằng P. Được chưa? Có thể viết N bằng P luôn cũng được. Nó phải lược dần đi. Còn chiếu lên OX thì chúng ta có cái gì? OX thì cái này bằng 0, cái này bằng 0. Như vậy F trừ đi F ma sát trượt và bằng M nhân gì nhỉ? M nhân A. Cách thức trình bày cho nó ngắn gọn mà nó lại... Bây giờ được hai cái này rồi đúng không? Như vậy là chúng ta có phương trình thứ nhất là suy ra được N bằng gì? N bằng P. Bây giờ chúng ta phải hình dung cái lực ma sát này này này, đúng không? Lực ma sát này thì nó bằng cái gì nữa? Mục tiêu tại sao chúng ta phải chiếu hai trục? Chiếu hai trục chúng ta tìm con N này. Được chưa? Tìm được con N này thì mới tìm được lực ma gì? Ma sát. À, như vậy là chúng ta suy ra được tương đương này. Cái thứ nhất là N bằng P bằng M nhân G. Dưới này chúng ta viết là F trừ đi nguy T nhân với N bằng M nhân với A. Và từ đây thì chúng ta suy ra này. F trừ đi nguy T nhân MG bằng M nhân A. Và suy ra A chính là bằng F trừ đi nguy T nhân MG mà chia cho M. À, ví dụ trình bày là nó phải thế. Được chưa? Và bây giờ chúng ta lắp số vào thôi. Cái này chính là bằng 9 này. 0,1 là hệ số ma sát. Nhân với M là bằng 3. Nhân với G là bằng 10. À, như vậy chia cho 3. Đây là 3. Thì cái này bằng 2 mét trên dây bình phương. Đấy, ví dụ thế. Trình bày là nó phải thế. Được chưa? Đấy là tìm được gia tốc. Còn bài toán này có thể hỏi tìm nhiều yếu tố khác, đúng không? Ví dụ như bài toán này có thể hỏi là tìm F để ví dụ là tìm F để gì nhỉ? Không cho F nữa mà tìm F để vật như nào? Trượt gì? Trượt đều. Đúng không? Để vật trượt đều. Thì sau khi tìm được cái gia tốc này rồi thì chúng ta có trượt đều thì A bằng mấy nhỉ? Điều kiện chính là A bằng mấy? A bằng 0 đúng không? Chuyển động đều mà.
Thì chúng ta phải lắp vào đây thì chúng ta lại suy ra được gì? F. Vậy F bằng, trong trường hợp này F chính là bằng F ma sát đúng không? Đấy. F ma sát bằng VT nhân với M gì? MG, ví dụ thế. Còn nhiều cái bài toán khác nữa đúng không? Thì cách thức trình bày cho nó chặt chẽ này. Chứ còn lâu nay chúng ta làm thì chúng ta biết ngay rồi là trong trường hợp này gia tốc là bằng, viết nhanh là F trừ F ma sát nhân gì? F trừ F ma sát bằng M nhân gì? Như là đúng không? Mình trình bày thì nó phải thế. Đây, bài số 8. Bây giờ chúng ta sẽ sang một loạt các câu trắc nghiệm lý thuyết. Tiếp tục với các câu trắc nghiệm lý thuyết. Câu số 9. Một vật đang chuyển động với vận tốc 5 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi này. Nhớ nhé, các lực tác dụng lên nó mất đi. Mất đi có nghĩa là không còn gì nhỉ? Không còn lực tác gì? Lực tác dụng này, không còn lực tác dụng tương đương với là không có lực tác gì? Tác dụng. Cái này sẽ dính vào định luật mấy nhỉ? Định luật 1. Định luật 1 đấy là nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào này, nếu một vật không chịu, đúng không, tác dụng của lực nào, hoặc như nào, hoặc chịu tác dụng của những lực, tác dụng này của những lực, đúng không, có hợp lực bằng mấy, hợp lực là bằng không, đúng không, thì vật giữ nguyên trạng thái chuyển gì? Chuyển động. Thì này, vật giữ nguyên, đúng không? Trạng thái chuyển động, tức là đang chuyển động thì sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều, đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng gì? Đứng yên. Đấy. Thì với bài toán này thì người ta đã cho là không có hợp lực, chúng ta đoán ngay được nó dính vào định luật 1. Vậy thì nó không thể dừng bởi vì nó đang đi với vận tốc là mấy nhỉ? 5 m. Như vậy nó sẽ giữ nguyên trạng thái với vận tốc 5 m trên gì? 5 m trên giây, có nghĩa là chúng ta có đáp án là vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với tốc độ là 5 m trên giây. Đúng không? Nhớ rằng chúng ta hay cảm giác là bị vật chuyển động chậm dần đều dừng lại là không đúng, bởi vì nếu như vật chuyển động chậm dần đều dừng lại chắc chắn là phải có lực cản. Một trường hợp này đã loại bỏ hết rồi đúng không? Hiểu chưa? À, nhớ là phải bám vào định luật 1, không có lực tác dụng thì giữ nguyên trạng thái chuyển động. À, câu số 1, câu số 9. Câu số 10. Khi một vật chịu tác dụng của một lực có độ lớn và hướng không đổi thì như thế nào? Chịu tác dụng của một lực có độ lớn và hướng không đổi này. Chỉ tính chịu tác dụng của một lực thôi đúng không? Như này đúng không? Thì chúng ta sẽ có theo định luật 2 Newton là F bằng M nhân gì nhỉ? M nhân A. F này không gì? Không đổi. Không đổi thì chúng ta suy ra được A như thế nào? Cũng không gì? Không đổi. Mà A không đổi thì tương đương với vật chuyển động gì? Thẳng biến đổi gì? Biến đổi đều nhá. Thẳng biến đổi đều. Chứ không thì đừng kết luận là nó chuyển động nhanh dần nhé. Cái này có thể là chậm gì? Chậm dần, có thể nhanh dần. Chỉ biết được là gia tốc không gì thôi. Gia tốc không đổi. Không nhất thiết là vật chuyển động nhanh dần đúng không? Như vậy vật sẽ chuyển động với gia tốc không đổi, tức là chuyển động thẳng biến đổi gì? Biến đổi đều. Đáp án chính là gì? D. Đã. Hai cái này là hay mắc. Đúng không? Nhớ rằng là chuyển động tròn đều thì gia tốc độ lớn không đổi nhưng hướng luôn gì nhỉ? A hướng tầm này có hướng luôn thay đổi này. A hướng tầm có hướng thay đổi. Hướng thay đổi. Liên tục quay theo bán kính gì nhỉ? Bán kính quay đúng không? Hướng vào tâm quỹ đạo. Đây là câu số 10. Câu số 11. Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang, vật đứng yên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
nhớ rằng vật đang đứng yên. Đứng yên có nghĩa là nó là cân gì nhỉ? Cân bằng đúng không? Trạng thái cân cân bằng. Hay nói khác là A bằng mấy nhỉ? A bằng 0. Đúng không? Đây là mặt nằm gì nhỉ? Nằm ngang. Thì không liên quan gì đấy mà gì nhỉ? Ma sát cả. Chỉ xuất hiện lực ma sát nghỉ nếu như là vật có xu hướng chuyển động nhưng không chuyển động. Đặc biệt là chúng ta đặt vật trên máng nghiêng mà nó không chuyển động thì có tồn tại ma sát gì? Ma sát nghỉ, đúng không? Nhưng đây là đặt trên mặt nằm ngang. Câu B là vật đứng yên vì lực tác dụng lên vật quá nhỏ. Cái này cũng không hợp lý. Có thể là lực tác dụng rất lớn nhưng nó cần gì? Cân bằng, đúng không? Câu C là vật đứng yên vì không có lực nào tác dụng. Cái này là càng sai lầm. Và vật đứng yên vì hợp lực tác dụng nên nó bằng mấy nhỉ? Bằng 0. Và câu này thì chúng ta đã nhắc rất nhiều lần rồi. Đấy là một vật cân bằng trên sàn nằm ngang thì nó sẽ có hai lực tác dụng bất di bất dịch. Nó đang đứng yên đúng không? Thứ nhất là trọng lực gì nhỉ? P này. Trọng lực P áp xuống thì sinh ra phản lực N này, theo định luật 3 Newton này. Và chúng ta có N P cộng với N là bằng mấy nhỉ? Bằng 0. Thì nó đứng yên đúng không? Đứng yên trên sàn. Chứ không là bảo là cái P này có lớn đến mấy, ví dụ cả cái tòa nhà nó đứng yên, đúng không? Thì không thể nói là cái gì được, các lực quá gì, quá nhỏ được, đúng không? Nó lớn nhưng mà nó lại bị cân gì? Cân bằng. Được chưa? Nói tóm lại là chúng ta phải hiểu rằng là nó đứng yên có nghĩa là A bằng 0. A bằng 0 thì hợp lực phải bằng gì? Bằng 0. Chúng ta các bài về định luật 1, 2, 3 có rất nhiều câu trắc nghiệm mà đòi hỏi chúng ta phải phân biệt rõ bản chất. Đấy. Đến câu số 12. Khi khối lượng hai vật tăng gấp đôi và khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn. Cái này thì lại một cái câu đơn thuần rồi đúng không? Thế là chúng ta dùng cái F này. Đầu tiên là F thì bằng hấp dẫn này. G, M1, M2 trên R bình đúng không? Khối lượng hai vật tăng lên gấp đôi. Cái này thì đề nó hơi, ngôn từ nó hơi khó hình dung một chút. Khối lượng của mỗi vật, cái này tăng lên gấp đôi đi đúng không? Khối lượng của hai vật, khối lượng của mỗi vật, mỗi vật cho nên dễ hình dung hơn. Tăng lên gấp đôi và khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa thì lực hấp dẫn giữa chúng như nào? Chúng ta dùng cái từ mỗi nha, mỗi vật tăng lên gấp đôi. Thì suy ra được F phẩy này, G tăng lên gấp đôi là 2M gì nhỉ? 2M1, 2M2 và khoảng cách giảm đi một nửa tức là R trên 2 tất cả gì? Bình, đúng không? Thì cái này chúng ta nó sẽ bằng 16 nhân với M, G, M1, M2 trên R bình tức là bằng 16 lần gì nhỉ? F, đúng không? F hấp dẫn phải bằng 16 lần F hấp gì? Hấp dẫn ban đầu. Được chưa? Như vậy tăng mấy? 16. Những cái bài toán này thì không có gì khó khăn đúng không? Chúng ta đọc ngôn từ chúng ta biến đổi cẩn thận thôi. Câu số 13. Chọn phát biểu đúng. Khi bị giãn, lực đàn hồi của lò xo hướng theo trục lò xo vào phía gì nhỉ? Phía trong, chính xác luôn từ ý thứ gì nhỉ? Thứ nhất, bị giãn. Tức là chúng ta tưởng tượng giống như chúng ta kéo căng một cái sợi dây cao su. Thì lực căng nó sẽ có cảm giác là kéo hai cái tay của chúng ta vào, đúng không? Được chưa? Hướng vào phía trong. Câu số 14. Lực ma sát chuột không phụ thuộc các yếu tố nào? Chúng ta thử xem là lực ma sát chuột không phụ thuộc vào các yếu tố nào. Diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật
bản chất và các điều kiện, nhớ rằng đây là không phụ thuộc nhé. Thế thì muốn trả lời được câu này, chúng ta trả lời các câu phụ thuộc hay không phụ thuộc thì không thể trả lời theo cách cảm tính được, mà chúng ta phải căn cứ vào biểu gì nhỉ, biểu thức. Thế chúng ta có F ma sát trượt này, nó bằng nguy T là hệ số trượt, hệ số ma sát trượt nhân với N, đúng không? Như vậy ở đây là nó phụ thuộc vào hệ số ma sát trượt là phụ thuộc rồi này. Độ lớn của áp lực là N là phụ thuộc cái này, đúng không? Đấy chưa? Nhớ rằng cái này này, cái này thì nó lại phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào bản chất này. Bản chất đúng không? Và các điều trị, và các điều kiện B gì? Bề mặt, điều kiện bề mặt ví dụ như là khô này, nhẵn hay ướt này, vân vân. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào cái gì nhỉ? Bản chất này chính là phụ thuộc vào chất gì nhỉ? Chất liệu. Đúng không? Chất liệu. Ví dụ như là chúng ta có một cái vật mà bằng sắt mà tiếp xúc với nền nhà nó sẽ khác với một vật bằng gỗ tiếp xúc với nền nhà. Đúng chưa? Đấy. Như vậy là nhớ rằng là nó không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật. Thực ra đến đây, viết đến đây thì chúng ta có thể lấy được đáp án A luôn. Đúng không? Vì trong cái công thức này không tồn tại, S cũng không tồn tại gì. V đúng không? Và câu này là hay bị nhầm nhất, các bạn hay bị nhầm nhất. Nhớ rằng nó không phụ thuộc diện tích tiếp xúc. Thường thì chúng ta cứ tưởng là diện tích tiếp xúc càng lớn thì ma sát càng lớn, nhưng không phải. Hiểu không chưa? Đã. Và nó phụ thuộc rất lớn vào cái N này. Đấy chưa? Câu số 15. Câu số 15 của chúng ta là ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích gì? Tạo lực hướng tâm để xe chuyển động dễ dàng hơn. B là giảm lực ma sát để giảm hao mòn. C là tăng lực ma sát để xe khỏi trượt. Và D là giới hạn vận tốc của xe. Các cái này chẳng có liên quan gì, cái này sách giáo khoa đã trình bày rất dễ dàng. Ở cái mục cuối cùng người ta còn vẽ hình, tức là tạo ra lực hướng tâm để xe chuyển động dễ dàng hơn, đúng không? Đấy, cung đấy, lực ma sát, tức là người ta làm nghiêng về phía tâm. Nhớ nhá, ở đây là nâng lên một bên và tức là nghiêng về phía gì nhỉ? Nghiêng về phía tâm này. Về phía tâm, đúng không? Ngày vừa có tác dụng là tạo ra lực hướng tâm để xe chuyển động dễ dàng hơn. Và nếu như không khéo là ở các khúc cua này là chúng ta hay còn hay chuyển động ly tâm, tức là hay bị văng ra ngoài. Cua mà lớn là lực ly tâm lớn là chúng ta sẽ bị văng. Thì đúng chưa? Câu này là cái câu sách giáo khoa đã vẽ hình và giải thích ý nghĩa, những cái câu rất hay, ý nghĩa thực tế đấy. Câu số 15. Câu số 16. Tại cùng một địa điểm, hai vật có khối lượng M1, M2, trọng lực tác dụng lên hai vật lần lượt là trọng lượng. Cái này là trọng lượng. Trọng lượng. Hai vật lần lượt là P1, P2, thỏa mãn điều kiện. Vì trọng lượng chính là độ lớn của trọng gì nhỉ? Trọng lực. Cái này thì rất dễ thôi, chúng ta sẽ viết được P1 thì bằng M1 nhân với gì nhỉ? G. P2 bằng M2 nhân gì? G. Chúng ta suy ra được P1 trên P2, đúng không? Bằng M1 trên M gì? M2. Được chưa? Bởi vì là nó chung cái gia tốc rơi tự gì? Rơi tự do G, đúng không? Tại cùng một địa điểm mà, thì là chung gia tốc rơi tự do. Vậy đáp án ở đây chính là G, đúng không? Câu số 17. Hai chất điểm có khối lượng M1, M2 đặt cách nhau một khoảng R, lực hấp dẫn giữa chúng được tính bằng biểu thức. Chúng ta vừa viết xong đúng không? G, M1, M2 trên R bình phương. Và phát biểu là lực hấp dẫn giữa hai chất điểm tỷ lệ với tích hai khối lượng của hai chất điểm và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng một cách giữa chúng, đúng không? Câu số 18. Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà hợp lực tác dụng lên nó có độ lớn giảm đi thì độ lớn gia tốc của vật
Đương nhiên là chúng ta có F hợp lực bằng M nhân gì nhỉ? M nhân A đúng không? F hợp lực độ lớn giảm thì chúng ta suy ra được A độ lớn cũng gì? Giảm đúng không? Như vậy là nhỏ gì? Nhỏ hơn. Một câu trắc nghiệm nhận biết. Câu số 19, lực ma sát trượt có độ lớn. Cái này chúng ta vừa viết xong, F ma sát trượt chính là bằng nguy T mà nhân với N. Thì tỷ lệ với độ lớn của áp gì nhỉ? Áp lực. Đúng không? Cái này thì không, cái này cũng dễ bị nhầm này. Tỷ lệ với trọng lượng của vật là không đúng. Nó chỉ đúng trong một số tình huống thôi. Ví dụ như là khi mà chúng ta trôi trượt trên ví dụ như trượt mà trượt ép như thế này. Ví dụ như hai cái một vật mà nó bị ép bởi hai cái thành như này. Thì trọng lượng chẳng có tác dụng. Hiểu không? Đấy, vẫn có ma sát nhưng khác. Hoặc là chúng ta có thể nhìn tác dụng trên máng nghiêng thì nó vẫn tỷ lệ nhưng mà nó bớt đi. Cái này là N nó sẽ nhỏ đi này. N trên máng nghiêng nó bằng gì? Còn nhớ không? N trong trường hợp này nó chính là bằng gì nhỉ? P nhân với gì? Cos alpha đúng không? Còn nếu như mà chuyển động trên mặt ngang mà như thế này, nếu như chúng ta mà bốc này, tác dụng lực ép này, có một độ lớn thích hợp, alpha này, thì trọng lực P đến một cái độ càng ngày nó càng càng nhỏ đi, mà đến cái độ là cái lực ép này nâng lên thì lực ma sát bắt đầu bằng không. Hiểu không chưa? Đấy. Thế nên cái này là kết luận rất dễ bị nhầm. Nó chỉ đúng trong một số trường hợp. Tỷ lệ với khối lượng của vật thì cái này, hai cái này tương gì nhỉ? Tương đương. Nhân thêm G mà, đúng không? Tỷ lệ với vận tốc thì chúng ta dễ nhận biết là nó gì? Nó sai đúng không? Trong cái tình huống này là chúng ta chỉ ra dễ nhất này. Nó không tỷ lệ với gì? P. Ép vào. Hiểu không chưa? Chúng ta ép hai bên vào. Không liên quan gì đến P cả. Câu số 20. Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần. F là độ lớn của hợp lực của chúng. Đúng không? Kết luận nào sau đây là đúng? Cái này thì chính là trong mọi trường hợp chúng ta có cái này đúng không? Thì thực ra là chúng ta suy ra từ đâu? Cái này không cần chỉ đối được này, vì độ lớn rồi. Chúng ta có F bình bằng gì nhỉ? F1 bình cộng gì? F2 bình cộng 2F1 F gì? F2 cos của góc hợp bởi F1 và F gì? F2. Đúng không? Thì nói ra nếu như mà cái này lấy cos này thì bằng trừ 1 thì nó sẽ ra cái gì nhỉ? Min này. F min bình phương sẽ bằng F1 bình cộng F2 bình này trừ 2F1 F gì? F2 trừ là nhỏ nhất. Còn F max thì sẽ bằng F1 bình cộng F gì? 2 bình cộng 2F1 F gì? F2. Còn cái này thì bằng gì? F1 trừ F2 tất cả gì nhỉ? Bình này, cái này thì bằng F1 cộng gì? F2 tất cả gì? Cho nên là chúng ta có F max bằng F max chính là bằng F1 cộng F gì? F2 lấy căn hai vế lên mà. Các đại lượng dương cả đúng không? Còn cái này là bằng F min. Vì chúng ta chưa biết cái nào dương âm nên chúng ta lấy chỉ đối F1 trừ F gì? F2. Đấy, thì được cái này. Hình dung chưa? Đấy là tính chất của tổng hợp vector đúng không? Đấy. Như vậy là chúng ta được